Hello, chào các bạn nha. Thì chuẩn bị tưới dưỡng rễ, kích rễ cho sầu riêng bằng thùng dầu này các bạn. Thì cũng quay chia sẻ các bạn ha, quay chia sẻ một cái loại thuốc dưỡng rễ, kích rễ của Trung Quốc nha các bạn. Này là hàng của nội địa Trung nha, Trung Quốc nha, không có bán ở ngoài đại lý ở Việt Nam như các bạn. Thì sẵn quay chia sẻ cái loại thuốc này và cái cách sử dụng ha. Đó. Thì cái mẫu mã cái gói nó như thế này nè các bạn. Đây, toàn là tiếng Tàu không ha, tiếng Trung Quốc không ha. Đó. Bạn thấy không? Nhìn vô là biết hàng của China này, mới in China này ha. Này là gói, nó để là gói 30g nha các bạn. Chỉ có chữ 30g này là mình đọc được thôi ha. Còn tất cả là cái tiếng Trung Quốc không biết đường đọc nha các bạn. Nè, cái tên của nó phiên dịch ra này các bạn. Để mình đọc thử cho bạn xem ha. Sanxi Woban Betty Laser gì nữa bạn. Nó phiên dịch ra ha. Nói chung là cái tên gọi của nó là kiểu như thế, một chối nè, mặt sau của nó nè, quay cho các bạn xem luôn. Nó toàn là tiếng Trung không ha. Này thì này nó có để nè bạn, nó để cái này thì mình biết được bạn. Này là đạm nè, lân nè, kali nè, lớn hơn bạc bằng 20% ha. Thì mình chỉ biết cái này thôi, còn cái chữ khác mình không biết như các bạn. Nó thì có mã QR code để mình check cái hàng thiệt hàng giả luôn ha. Rồi, nói sơ qua vậy rồi giờ cách sử dụng sao nè. Cái cách sử dụng thì ở đây mình sẽ tưới ha, pha ra tưới ha. Một gói 30g, nó nhỏ xíu vậy mà nó có vỏ nha các bạn. Các bạn đừng xem thường ha. Tưới rồi các bạn tưới thử đi rồi biết hiệu quả nó tới cả đào ha bạn. Bạn thấy nó để cái bồ rễ nè. Ghê không? Cái này tưới thì các bạn tưới đi rồi mình cảm nhận ha, chứ cái đây là mình không có quảng cáo thuốc như các bạn đó. Thì đang sẵn tưới rồi chia sẻ các bạn luôn. Thì cái này là cái thuốc mà chuyên dùng để sử dụng trên cái cây trồng ha các bạn. Cái này có thể là sử dụng để bôi vào cái phần mà chiếc cây các bạn, chiếc cành cây rồi đó, chiếc cây để cho nó mục đích của nó là cho nó mau gây rễ ha, gây rễ nhiều ha, mạnh ha, rễ mập ốm ha, xin lỗi, kiểu mập ha. Đó. Và nó dương dài ra nha các bạn. Thì này chiếc cành nè, rồi dùng dăm cành cũng được. Dăm cành thì các bạn chặt cái đoạn cây nào đó rồi mình khoan này, thì mình nhúng vô khoảng 15 đến 20 phút thì mình lấy ra, thì mình cắm mình ghim đất ha, thì nó cũng ra rễ rất là nhanh các bạn, rất là hiệu quả ha. Đó là chiếc cành, dăm cành. Rồi cái nữa thì nếu mà cái cây của mình nó đang trồng bình thường thì mình có thể mình tưới ha, để giúp cho kéo cho cái bộ rễ nó ra mạnh khỏe hơn ha. Này nó được cái hay chỗ là nó có quảng cáo, nó giới thiệu là chống được đen đầu rễ, nấm rễ nha các bạn. Không biết cái thành phần hoặc chất của nó gì trong đó, hoặc là cái hóa chất gì mà nó hay ha. Đó. Thì cái liều lượng ở đây thì Út mình xài thì một gói này, một gói 30g này thì các bạn khoa cho một cái thùng dồi như thế này các bạn. Thùng này cho khoảng 8-10 lít các bạn. Thì một gói thì các bạn pha trong thùng này, rồi mình tưới giáp đều cái tán cây ha, chỗ giáp đều xung quanh tán cây. Thì cái thời điểm mà khoảng 20-30 ngày thì các bạn tưới lặp lại một lần ha. Thì tưới khoảng 2 lần thì các bạn sẽ thấy cái hiệu quả nó khác biệt, nó rõ rệt ha. Cái rễ nó kéo ra nữa như giá luôn nha các bạn. Đó là cái chia sẻ ha. Thì đây thì mình làm sao thì mình chia sẻ vậy thôi các bạn. Đó, rồi những anh em nào yêu quý mình thì cho mình xin một lượt like và một lượt đăng ký kênh ha. Rồi chào các bạn, hẹn gặp lại.